mời Việt Rai đi, Việt Rai có ý kiến nha, xin mời Việt Rai. Việt Rai thì bắt cầm thì nói cũng ok hết rồi, cũng không có ý kiến gì nhiều. Nếu mà mấy bữa nay nói đúng ra thì không có theo dõi, không có thấy cái vụ mà Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq. Nhưng mà nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ mà đánh nhau với Iraq á, mà Liên Hiệp Quốc không nói gì thì cũng đúng. Là tại vì hình như nếu mình nhớ không lầm thì mình không có rành về vấn đề này lắm, nhưng mà nếu mình nhớ không lầm là Thổ Nhĩ Kỳ là cũng trong cái đám NATO luôn thì phải. Thì đúng rồi, thành viên NATO mà. Đúng rồi. Ừ. Thì dính rồi. Nói gì nữa? Nói gì nữa? Đó, tụi nó trong trong khi đó đâu nghe gì đâu. Trong khi NATO ta đâu nghe gì đâu. Đâu thấy gì đâu. Nó ngồi ở bên Liên Hiệp Quốc ở New York, Thổ Nhĩ Kỳ tuốt ở bên kia đó. Ủa tụi bay đánh rồi, tao đâu biết gì đâu. Tụi bay đang đánh hả? Đánh tới đâu rồi, tao đâu biết gì đâu. Mày ăn cắp ý tưởng của tao là mày con không có ăn cắp. Con nói trước rồi, con không có ăn cắp. Bác nói thì cũng giống giống, cũng con cũng thấy tự tự vậy thôi. Thì con ý kiến vô đâu, chút xíu đó. Đâu đâu có việc ai biết lúc sao liệu quá. Ủa nhưng mà thằng nào đánh nào trước, đúng không? Mày ngon mày quýnh tao đi, giống như mày ngon mày quýnh tao đi, nào quýnh trước làm cha. Giờ bây giờ đâu biết nào quýnh nào trước đâu. Từ cái đó bây giờ để tìm hiểu coi, mấy bữa nay không có để ý, mấy nay không để ý, không thấy, không biết. Quýnh ứng phán xử được chứ. Sao tự nhiên bên kia đang đập, tại vì mấy bữa nay á mà mở tivi lên á là mình chỉ coi mấy cái đài mà trong cái khu thành phố mình ở thôi, mấy cái đài mà tệ nạn xã hội xảy ra đó mình coi mấy cái đó mà. Còn mấy cái mà chiến tranh á, mấy anh chị em biết sao không, mở lên giống nhau hết trơn à, CNN, Fox News, CNBC, nói chung là những cái đài truyền, đúng rồi, những cái đài chính thống mà lớn của Mỹ, ù mà nó nói nhau một kiểu một, giống nhau ý hệt, riết cái mình cũng chán luôn. Đó, coi mẹ gì nữa, mà cứ đèn Liên Xô ra đập không mà cứ chửi mới không mà, còn trong khi đó cứ nâng đưa thằng kia lên, nào là người dân bị này bị cứ vậy hoài, để mình nói thôi, mà coi hoài cũng vậy, thì thấy giống như cái đám Đỗ Dũng không, mà nó cũng theo, cái đám đó nó cũng làm một chiều, nó cũng làm theo một kiểu luôn, riết chán, ra coi nữa. À, đây coi mấy cái chỗ gì của bác cầm đưa lên đâu, New York Times hay cái gì đó có lý hơn. New York Nail đúng không? New York Nail đúng không? New York Nail. Báo giá luôn mới ghê chứ. New York Nail báo giá luôn. Báo giá. Lúc này đúng là lạm phát rồi, giá lên. Mấy cái vụ đó đó. Giá lên. Bác cầm biết sao không? Bây giờ nè, bây giờ là nó giảm rồi đó. Bây giờ nó giảm rồi. Còn cái thời, những cái thời mà 90 nè, 2000 rồi nè, mà ha, ở New York nè, New York luôn, trong mấy cái khu phố phố Việt, phố Tàu nè, ở LA, ở trong những cái khu người Việt ở ở Cali nè, đông á, ở Westminster đồ, Bonsa nè. Đó rồi Houston nè. Nói chung là những thành phố lớn mà có Việt Nam đông á. Tụi con hay nói á, là you name it, là bạn cứ nói đi, người gì có hết, từ bất tất cả các chủng tộc đó, người gì muốn người gì đều có hết. Man, 150 vừa massage vừa lu su bu luôn, sung sướng. Bởi vậy bác cầm hồi nãy nói rồi, con nói rồi, lúc này lạm phát lên giá rồi. Có cái này nữa, có cái này nữa, có cái này nhiều lắm, nó hay hô hào. Ở Việt Nam, ở bên Mỹ là tự do dân chủ thì chỉ các cái mà ta cho tụi mày coi cái này là vui lắm. Đây là cảnh sát Mỹ nha, cảnh sát Mỹ, đây cảnh sát Mỹ, người Mỹ đàng hoàng, mận sắc phục của Mỹ đàng hoàng nha, vô trong những giải hàng quán ăn nhà hàng của người Việt, nói chung là những cái business của người Việt á, vô động đuổi nhân viên ra, ép bắt buộc là nụ mày đưa tiền cho tao. Đây nè, có tin tức đàng hoàng nha. Đó nha, rồi thằng mày như mày nhớ mày đó, mày nhớ mày đăng một cái clip mà nó vô trong một cái chỗ gì như cái bay vậy, rồi nó quýnh người ta, nó dí súng nó lấy tiền qua ngoài mày cry. Cái chỗ đó là bán bánh xe, bán vỏ xe, bán vỏ xe, thay vỏ xe rồi đó. Nó kêu đúng rồi, nó không có ăn cắp, nó ăn cướp, nó có ăn cắp. Cái chuyện đó đó, dí súng vô, nó xảy ra mỗi ngày. Góc này, con đường kia, con đường nọ, nó xảy ra mỗi ngày, riết mà đài tin tức nó đưa không hết luôn.
nó đưa quá nhiều. Bây giờ đó, nó tăng cái mức mà ăn cắp vặt lên từ 400, 500 lên thành 1000 nó mới bắt là bác biết rồi. Đó là mấy anh chị rồi. Em biết sao hả? Giống như giờ nhiều quá, bắt nhốt nhiều quá, không còn chỗ nhốt nữa. Nhân mặt á, nhân mặt á, tụi mà nó rồi tự do dân chủ bên này nó vui lắm kìa. Trời ơi, nước Mỹ to là gì có chuyện đó. Ngày hôm qua đó, thoải mái. Ủa cha, xếp ông nội lên nữa. Vũ gì nữa, lên thay đồ, ăn pani đồ lên ghê vậy ông già. Ủa. Alo. Thì ta đi qua đâu ấy mà, trời ơi, thấy nói đó, đi tới đủ quá. Thấy nèo quá. Khỏe áo. Dạ, yeah. Thưa quan, mày để cái like, mày để bạn bè, mày để công khai hả? Công khai. Sao mày? Mày để công khai sao? Nhỏ em tao nó vô không được. Ok vậy, con đâu có biết. Đẹp like bên nít cá nhân mà. Coi, mày coi đắp coi chưa? Cao bằng lan á. Con đâu có biết đâu. Lấy cá nhân thì 4 người mà tại sao mà nó kêu là không vô được à? Nó chặn chặn luôn cái còm uống được luôn. Kỳ vậy. Còn đâu biết bên cái tính năng mới của Facebook này, bên này nó bây giờ nó hiện ra mấy cái gì kỳ đó, lạ lắm. Thì cứ bấm like, con bấm like bình thường thôi mà, con đâu có biết đâu. Mày coi lắm không? Mày cũng không biết nữa. Con không để ý nữa. Ok, thôi tao đi làm mày ơi. Ôi trời. Mẹ thôi hả? Rồi lên chảnh khoe áo vậy luôn hả? Nhưng mà giờ con hỏi bố nè. Thì chờ giờ chứ, đợi trước khi bố làm hỏi bố nè. Gì? À, giờ mà mấy ông bị bệnh gút ở bên đó là có phải do bị tác dụng là tác hại của cái việc mà đu càng quá lâu không? Rồi không trả lời được luôn. Ủa đây để chứ rick new tone là gì ta mình chẳng hiểu. Tao đâu có đu, tao biết đâu. Đó là hỏi thằng nào bỏ đu. Tao đâu đu, tao đâu biết.